Oh, it is okay. Yes, that's the correct answer. Yay! A girl! Perfect gold film. Yay! Đúng rồi nha, chị để em là sao? Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vì Vocab. Sẽ tiếp tục là một tập thử tài tiếng Anh của các bạn sinh viên tại các trường đại học tại Hà Nội và mình đang đứng trong một ngôi trường cực kỳ xịn sò RMIT mà mình hay đọc ở trường RMIT. Thì hôm nay mình sẽ hỏi bất ngờ các bạn sinh viên ở đây hai câu hỏi về kiến thức xã hội bằng tiếng Anh và các bạn sẽ có một thử thách là vừa thoa son và vừa phải trả lời câu hỏi đấy. Đồng hành cùng VivoCake ngày hôm nay đó chính là dòng son giữa môi số 1 tại Nhật Bản Lip Eyes. Và mỗi bạn được phỏng vấn sẽ được nhận hai thỏi son, một là thỏi son Lip Asia Color với sắc hồng cam san hô và thỏi son thứ hai là thỏi son Lip Eye với công nghệ son chuyển kem mịn. Và cảm ơn Lip Eyes đã đồng hành cùng VivoCap trong tập hôm nay và mình cũng muốn xin nhắc lại đó là series thử tài tiếng Anh của các bạn sinh viên trường đại học thì không có mục đích là đánh giá, nhận xét hay ghi điểm cho bất kể cái gì cả mà đơn giản là chúng ta hiểu rõ hơn về các trường đại học, các bạn sinh viên và học hỏi nhiều hơn từ các bạn Ý. Còn bây giờ hãy cùng mình tham quan trường RMIT nhá. Let's go. Xin chào, bạn tên là gì? Em tên là Hiếu ạ. Mình tên là Nguyễn Long Quân, mình sinh năm 99. Em là Lương. Em là Ngọc ạ. Em tên là Bùi Đình Hùng. Mình là Thực. Em là Giang. Mình là Đào Xuân Bách. Mình tên là Hải Anh. Em tên là Văn ạ. Em tên là Ánh ạ. Chào các bạn, mình là Huy, mình học Digital Marketing và đây là năm 3 của mình. Em học ngành IB và năm nay là năm thứ 2 của em ạ. Em học Tourism và năm nay là năm thứ nhất của em ạ. Em đang là sinh viên năm nhất tại RMIT Hà Nội. Em, ngành của em là Econ và Finance. Em đang học ngành Logistics tại trường RMIT Hà Nội. Em là sinh viên năm 2 ngành Digital Marketing của trường RMIT. Mình học chuyên ngành Eco Finance năm nhất của Đại học RMIT. Em hiện tại đang là sinh viên trường RMIT Hà Nội ạ. Em hiện cũng đang học ở tại RMIT, sinh viên ngành Digital Marketing ạ. Bây giờ hiện tại mình đang học Digital Marketing tại RMIT Việt Nam. Và bây giờ sẽ là một thử thách vừa thoa son vừa trả lời một câu hỏi về kiến thức xã hội bằng tiếng Anh ạ. Okay, are you ready? Yep. Let's get started, okay. Who painted Mona Lisa? I think it's Leona, I don't know how to spell that. Yeah. Leona something. Yeah, that's right. Leonardo da Vinci. Yeah. Perfect, okay. Which country hosted the 45th G7 Summit 2019? A, Italy. B, Germany. C, France. And D, Canada. Can I think a little bit? Well, personally, I really like French. So maybe I'm gonna choose French. France, right? That's the correct answer. Okay, so the next question. What is the capital of Singapore? Singapore? It's Singapore. That's right, perfect! What is the most viewed video on YouTube right now? A, Gangnam Style. B, Shape of You. C, Despacito. And D, Baby Shark Dance. My answer would be Despacito. Despacito, are you sure? I watched YouTube about the view, but I'm not sure about the number because I'm not follow these kind of videos much. But you are correct. Despacito is the most viewed video on YouTube right now with 6.5 billion views. All right, the next question. What blood type is known as being universal because it can be transfused to almost any patient? AB minus, AB plus, or O minus? AB minus. AB minus? I'm not sure about this question, so... Yeah. And the correct answer is O minus. But it's okay, you got one out of two. That's good. A is the father of B, but B is not the son of A. How's that possible?
maybe. And the answer is? A girl. A girl, because B is the girl, right? Correct. B is A's daughter. All right, and the next question. What goes up but never ever comes down? It's the H. That's right. Perfect. What is the most viewed music video by Vietnamese artist? Okay, I have three choices. Người lạ ơi, nơi này có anh, bồng bồng bang bang. Nơi này có anh. Are you sure? Yes, we're sure. But that's not the correct answer. The correct answer is bồng bồng bang bang. Okay, the next question. What is the smallest province of Vietnam? Three choices. Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nam. I think it's Hà Nam. Hà Nam? That's not a correct answer. The correct is A. Bắc Ninh. Yes, that's the correct answer. Yay! Bắc Ninh is the smallest province of Vietnam. What is the second largest country in the world by land area? The largest is Russia. Mm-hmm. And the second largest is... I would say States, yeah. United States. United States? Yeah, United States of America. But that is not a correct answer. The second largest is Canada. Canada? Yeah, Canada. We have Russia, Canada, US, China, and Brazil. Okay, so the next question is a little bit difficult. How many permanent teeth is the human mouth supposed to have? Permanent teeth? Permanent teeth. 32, 33, and 34. Yeah, so it's 32. That's right, perfect, bingo! Which country will be the chairman of ASEAN 2020? Singapore, Vietnam, or Thailand? I think it's Vietnam. That's perfect, Vietnam. Yeah. Vietnam will take over the chairmanship in 2020. What celebrity has the most followers on Instagram? Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, and Kim Kardashian. I bet that would be Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Are you sure? Instagram, right? Kim Kardashian, she might be more famous on Twitter. Yeah, Cristiano Ronaldo. Perfect. Cristiano Ronaldo, 190 million followers. Tell me three countries' flag that has three colors. Italy, France, and let me see, any Europe countries. UK. Perfect. Italy, France, and UK. Congratulations. Which is heavier, 100 pounds of rocks or 100 pounds of feathers? Equal. Perfect. They weigh the same. All right. The second question, how many rectangles are there on the football field? Maybe five? Five? Yeah, five rectangles. But that's not a correct answer. Think again. Seven. Seven. Seven, are you sure? Yes. That's perfect. Seven rectangles on the football field. Yay! In which country did the Olympics originate? I think it's Greece. Greece? Perfect. That's right. All right, the next question. Which country will host SEA Games 21 in 2021? I know this answer because it's going to be held in Vietnam in Ho Chi Minh City. Perfect! Oh my god, perfect! Chị có hai thỏi son dành tặng em và chúng em sẽ sử dụng hai thỏi son này trong một thời tiết hanh khô tại Hà Nội. Ok, thank you em! Và mình có phần quà dành cho bạn, đó là hai thỏi son Lip Eyes và hy vọng là bạn sẽ dùng cái này hoặc là tặng cái này cho người thương của mình. Thank you! Và chị có hai thỏi son đến từ Lip Eyes dành tặng các em. Cảm ơn em rất là nhiều, thank you! Có hai phần quà dành cho hai em, đó là hai thỏi son đến từ Lip Eyes. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, thank you so much! Chị có một thỏi son đến từ Lip Eyes dành tặng em. Thêm một cái nữa là hai cả. Tặng bạn một thỏi son đến từ Lip Eyes, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em món quà nữa dành cho em đến một thỏi son đến từ Lip Eyes. Thank you! Mình có thêm một thỏi son Lip Eyes dành tặng bạn, thì là bạn có hai thỏi son. Thank you! Em có một thỏi son dành tặng cho anh. Thank you anh rất nhiều. Yeah! Và mình có thêm một thỏi son nữa dành tặng bạn đến từ Lip Eyes. Yes, thank you. You're welcome.
Yay, các bạn trường RMIT rất là đáng yêu và dễ thương, dễ gần luôn đó các bạn. Cảm ơn các bạn trường RMIT nhiều đã hỗ trợ Khánh Vy trong tập podcast này. Và hy vọng rằng là chúng ta đang xem clip thì cũng có thể học hỏi một điều gì đấy từ các bạn trường RMIT đúng không? Và một lần nữa thì cảm ơn thương hiệu đồng hành cùng với podcast trong tập này, đó chính là bí quyết dưỡng môi số 1 tại Nhật Bản, Lip Eyes. Trong thời tiết hanh khô này thì chúng ta nên dưỡng một chút son cho đời thêm vui. Và trước clip thì vẫn có những khiếm khuyết và những điều chưa hoàn hảo, thì rất mong nhận được những sự đóng góp của các bạn ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại tập sau của series Be Vocal.